Hello and welcome back to Jumping with TOEIC on VTV7. Chào tất cả các bạn, tôi là Phan Điệu. Rất vui được đồng hành với các bạn trong bài học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học, mời các bạn làm quen với hai vị khán giả khách mời. Xin mời các em. Xin chào mọi người, mình tên là Đạt, mình là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Hà Nội. Xin chào mọi người, mình tên là An, mình là sinh viên năm cuối Trường Đại học Ngoại Thương. Chào Đạt và An, cảm ơn các em đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Part 7 và những chiến thuật để chúng ta xử lý các dạng bài liên quan đến bảng biểu, đến các biểu đồ và các biểu mẫu. Và trong bài học này chúng ta sẽ tập trung với những ví dụ ở trong đoạn đôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta đi vào nội dung bài học. Vì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về Part 7, tức là phần số 7 trong bài thi TOEIC. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính thì cô muốn hỏi hai bạn là các bạn đã tham gia dự thi TOEIC chưa? Và đặc biệt đối với phần đọc hiểu thì các em có gặp khó khăn gì không? Trong bài thi TOEIC thì em thấy phần đoạn đôi là phần mà hầu hết các thí sinh đều cảm thấy khó khăn trong bài thi ạ. Right. Thế còn An, em có gặp khó khăn gì không? Em thì đang có ý định thi TOEIC. Còn lúc em làm bài thì em thấy cái đoạn đôi là cái phần khó khăn nhất dành em ạ. Và đặc biệt là phần biểu đồ, bảng biểu hay các mẫu đơn thì các em có thấy khó không? Có ạ. Đúng rồi, không chỉ có Đạt và An gặp những khó khăn này đối với Part 7 mà còn rất nhiều các thí sinh khác cũng gặp khó khăn này. Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng biểu và các mẫu đơn. Đối với Part 7 thì các bạn cần phải có kỹ năng đọc lướt thật là nhanh khi chúng ta nhìn vào biểu đồ hoặc các bảng biểu này. Đồng thời chúng ta phải có kỹ năng suy luận, tìm từ, cụm từ có những cách diễn đạt tương tự với nhau. Từ đó thì mình sẽ có thể xử lý rất là hiệu quả các câu hỏi cho phần này. Đầu tiên là 7 lưu ý chung dành cho các thí sinh khi làm Part 7, đặc biệt là phần biểu mẫu và các bảng biểu. Lưu ý đầu tiên, các bạn cần có kiến thức nền liên quan đến các loại biểu đồ, các bảng biểu, các mẫu đơn hoặc những người sẽ sử dụng các thông tin đó. Và lưu ý số 2 là các bạn cần phải nắm bắt được các thông tin chi tiết có xuất hiện trên các bảng biểu, các biểu đồ này. Cụ thể những thông tin chi tiết ở đây là thông tin về ngày, tháng, năm, hay các số liệu, các con số xuất hiện trong các biểu đồ. Thông thường với các biểu đồ chúng ta sẽ có những con số thể hiện về tỷ lệ phần trăm, rồi là chúng ta cũng cần biết tỷ lệ giữa những đại lượng này thì nó như thế nào, nó hơn nhau như thế nào, kém nhau như thế nào hoặc có mối tương quan gì với nhau. Thông tin số 3 mà chúng ta cần phải lưu ý đó là những thông tin về người đưa ra biểu đồ rồi người nhận biểu đồ đó. Đồng thời những thông tin trong biểu đồ thường sẽ là để diễn đạt sự thay đổi, sự khác biệt giữa các số liệu ở trong biểu đồ đó. Thì mình cần chú ý đến những thông tin số liệu lớn nhất này, rồi số liệu nhỏ nhất này hoặc những số liệu có thay đổi hoặc là không thay đổi, hoặc cả những số liệu bằng không. Lưu ý số 4 là chúng ta cần tìm ra những thông tin trọng tâm của từng biểu đồ là gì. Chuyển sang lưu ý số 5, các bạn cần chú ý, đặc biệt là những dấu sao hoặc là dấu hoa thị có xuất hiện ở trong các biểu đồ. Vì đây là dấu hiệu để họ chỉ ra cho chúng ta rằng sẽ còn có những thông tin kèm theo nữa có xuất hiện ở ngay phía dưới biểu đồ và bạn tuyệt đối không nên bỏ qua phần này. Alright. Lưu ý số 6, chúng ta cần chú ý những thông tin liên kết giữa hai đoạn với nhau ở trong các đoạn đôi. Và lưu ý số 7, chúng ta cần đọc lướt cả hai đoạn văn trong đoạn đôi trước khi chúng ta đi đến trả lời các câu hỏi. Trong bài thi TOEIC, các bạn sẽ gặp 1 đến 2 câu hỏi ở trong đoạn đơn và đoạn đôi về biểu đồ. Và cụ thể là chúng ta thường gặp trong đoạn đôi nhiều hơn là gặp trong đoạn đơn. Trong phần này các bạn sẽ gặp các biểu đồ hình tròn, trong tiếng Anh gọi là pie chart và các biểu đồ hình cột là bar charts. Dưới đây là một hình minh họa cho các bạn để chúng ta phân biệt các biểu đồ ở trong phần này. Ở trong hình này thì các bạn thấy là với mỗi một đại lượng thì nó sẽ chiếm một phần trăm nhất định trong hình tròn này. Cả hình tròn sẽ là 100%. Tùy theo tỷ lệ mà mỗi đại lượng này chiếm thì người ta sẽ chia thành các phần nhỏ. Thực tế thì trong bài thi TOEIC các bạn sẽ không gặp những biểu đồ hình tròn mà có màu sắc nhiều như thế này, không có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu cam như thế này mà sẽ chỉ là những màu đậm nhạt của màu đen, trắng, có thể là có thêm các họa tiết như là gạch, sọc gạch ngang, chấm hoặc tô đậm. Chính vì vậy thì trong quá trình chúng ta làm bài thi thì chúng ta cần quan sát rất là kỹ giữa những hình mà họ thể hiện, cho những họa tiết mà họ thể hiện cho từng đại lượng một trong biểu đồ hình tròn. Tiếp theo là một ví dụ minh họa cho biểu đồ hình cột. Đối với bài thi TOEIC, phần biểu đồ thì có thể có biểu đồ hình cột là các cột ngang hoặc các cột dọc. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong hình minh họa này. Các đại lượng ở cả hai biểu đồ này đều được thể hiện theo hai trục, một trục thẳng đứng và một trục nằm ngang. Trục thẳng đứng cũng được gọi như trong toán học là trục tung, và trục nằm ngang là trục hoành. Mỗi trục này thì sẽ thể hiện một số liệu nhất định. Thông thường thì trục nằm ngang sẽ thường là trục thể hiện về thời gian, còn trục thẳng đứng sẽ là trục thể hiện về các số liệu, dữ liệu và con số. Trong phần này chúng ta sẽ gặp một số câu hỏi như sau. 1. What is the percentage of? 2. What is the proportion of? 3. What types of sport do teenagers prefer? Or what types of music do teenagers prefer? Or what types of books do teenagers prefer? 4. Which sport is the second popular? 5. Which mean of transport is the most popular? Trong các câu hỏi ví dụ vừa rồi, các bạn thấy có sử dụng những từ như percentage, proportion or second popular. Tất cả những từ này được xem là những từ khóa để cho chúng ta có thể dựa vào đó tìm thông tin từ trong mỗi biểu đồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử một bài đọc hiểu có sử dụng biểu đồ hình tròn. What do students consider to be art? According to the Royal Art Council, most students who were asked this question considered art to be painting. Almost 70% of students aged 15 through 18 said that painting was art. This takes into account all manner of painting from watercolor to pastels, oils, and acrylics. A much smaller number, 20%, said that sculpture was art. This includes students who said that sculptures included wood and clay. 8% said that working with wood was art. I think that paintings are considered artistic, one student said, but sculpture isn't. According to Liz May, art director at Balt University, students tend to associate art with color. Things that lack color aren't considered art. This research will be used in the future to help better develop high school and university art curriculums. Number 1. What was the age range of the students interviewed? A. 10 to 14. B. 14 to 16. C. 15 to 18. D. 15 to 20. Number 2. According to one art director, what do students associate art with? A. Color. B. Shape. C. Size. D. Popularity. Number 3. According to the chart, what is the least likely to be considered art? A. Painting. B. Clay sculpture. C. Stone sculpture. D. Woodworking. Sau khi các bạn đã đọc xong bài đọc hiểu này, chúng ta có 3 câu hỏi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. What was the age range of the students interviewed? Trong câu này các bạn thấy keywords trong câu hỏi là gì nhỉ? The age range. Đúng rồi, họ hỏi về cái khoảng tuổi nào đúng không? Và gì nữa nhỉ? Đối tượng ở đây được hỏi là students, và chúng ta có một từ nữa là interviewed, là được phỏng vấn. Vậy đáp án các em chọn là gì? C. C. Bạn Đạt có chọn đáp án này không? Em thấy ở đầu bài đọc có câu almost 17% of students aged 15 through 18 said that painting was art. Alright. Vậy các bạn thấy con số ở đây là 15 to 18 đúng không? Đó là một cái age range. Và ngoài ra chúng ta thấy trong câu hỏi có students interviewed. Và khi quay lại bài đọc thì các bạn thấy có câu là most students who were asked these questions. Tức là nó cũng giống như việc là interviewed. Vậy nên là mình chọn cái age range là 15 to 18, tức là đáp án C. Alright. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 2. Trong câu hỏi số 2 họ hỏi là according to one art director, what do students associate art with? Vậy vẫn giống như mọi khi, các bạn sẽ cần phải đọc kỹ câu hỏi, gạch chân keywords và quay lại tìm trong bài đọc đúng không? Vậy các em thấy thông tin như thế nào? Trong câu 2 thì em thấy có những keyword là art director and associate art with. Very good. Nên đáp án em chọn là đáp án A. theo phần A. Vì chúng ta đọc ở trong bài thì các bạn sẽ thấy gì nhỉ? Students tend to associate art with color. Very good. Vậy chúng ta thấy họ đưa ra thông tin là associate art with color. Vì vậy các bạn cần phải chọn color. A. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý câu hỏi số 3. Bắt đầu câu hỏi người ta hỏi là according to the chart. Tức là chúng ta cần phải nhìn vào biểu đồ, đúng không? Và họ hỏi là what is the least likely to be considered art? Vậy mình sẽ phải xem là đại lượng nào là nhỏ nhất ở trong trường hợp này. Vậy các em thấy trong biểu đồ là đại lượng nào nhỉ? Woodworking. Woodworking. Vậy nó sẽ tương ứng với phương án lựa chọn D. D. Vậy đáp án chính là D. Very good. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một ví dụ nữa, là một biểu đồ hình tròn nữa cộng với một phần mô tả. Dear teachers, please read the attached survey. The results of this survey appeared in the local news, and I think that should be of interest to all physical education teachers in the city. Media reports are always talking about a nation of unfit youngsters. These days, it is increasingly difficult to get our students fond of sports. I believe this is because, until now, we have been offering traditional sports such as baseball and basketball. Of course, these will always appeal to a number of students, but there are a lot of students who, as in the survey, want greater excitement. I am planning to introduce a new, more exciting sports to our curriculum. There are a couple of skateboarding parks in town, and I think we should be allowed to book them for lessons, or for after-school activities. This is just a small start, but with time, I hope to expand the program, perhaps even constructing skateboarding equipment on school grounds. Please let me know your opinions or suggest me your ways of doing. Regards, Peter Gray, PE Department, Local Junior School. Number 1. According to the article, what types of sports do teenagers prefer? A. Slow ones. B. Fast ones. C. Expensive ones. D. Extremely fast ones. Number 2. At Franklin Pierce High School, which sport is the second most popular? A. Mountain biking. B. Skateboarding. C. Skiing. D. Snowboarding. Number 3. According to the information in the reading, which sport can be assumed to be the least expensive? A. Mountain climbing. B. Skateboarding. C. Skiing. D. Snowboarding. Number 4. What is the purpose of Peter Gray's letter? A. To complain about the survey. B. To suggest new ideas for sports in local schools. C. To quit his job. D. To suggest that students should take up baseball and basketball. Number 5. Who is Peter Gray? A. A student at Franklin Pierce High School. B. A student at Local Junior School. C. A teacher at Franklin Pierce High School. D. A teacher at Local Junior School. Trong câu hỏi đầu tiên, hỏi về loại hình thể thao nào mà các bạn thanh thiếu niên cảm thấy thích nhất, thì các em chọn đáp án nào? Em chọn đáp án D. D. Extremely fast ones. Vì sao nhỉ? Đạt có chọn đáp án này không? Có, bởi vì là trong đoạn mô tả và biểu đồ thì có câu overall, however, students seem to favor extremely fast sports. Very good. Nên em đã chọn đáp án D. Vậy chúng ta thấy có từ extremely fast sports, đúng không? Thì nó cũng tương ứng với D là extremely fast ones. Very good. Vậy chúng ta chọn D nhé. Mình chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi này có một keyword rất rõ ràng là tên của một trường trung học, đúng không? Và họ hỏi là which sport is the second most popular? Vậy các em chọn đáp án gì? Em chọn đáp án D ạ. Snowboarding. Snowboarding. Vậy chắc chắn là chúng ta có thấy thông tin gì đó, đúng không? Liên quan đến second most popular. Bạn An nào? Trong đoạn văn có snowboarding came in second. Vì thế em chọn D. Đúng rồi. Chúng ta thấy luôn thông tin rất là rõ ràng ở trong bài đọc. Bởi vì mình scan bài đọc theo tên của trường này. Mình scan bài đọc theo gợi ý ở đây là which sport cộng với một cái từ thứ tự, chỉ thứ tự ở đây là second. Đó, vậy thì các bạn sẽ thấy ngay thông tin và chọn được đáp án D là đáp án chính xác cho câu hỏi này. Sang câu hỏi số 3, chúng ta có câu hỏi là according to the information in the reading, which sport can be assumed to be the least expensive? Tức là người ta đã nói là information in the reading thì chúng ta sẽ phải nhìn vào lá thư, đúng không? Cái bài đọc mà họ đưa ra ở đây. Trong lá thư này thì ông ấy có đề xuất một môn thể thao nào đó mà nó gọi là ít tốn kém nhất. Vậy thì các bạn chọn phương án nào nhỉ? Em chọn đáp án B, skateboarding. Skateboarding. Vì sao nhỉ? Về thông tin gì? Bởi vì trong bài đọc thì tác giả đã có viết là I think it's because most kids have skateboard. Vậy thì đồng nghĩa với việc là đây là môn thể thao the least expensive. Bởi vì trong bài đọc thì các bạn sẽ thấy trong lá thư mà ông ấy khi mà đề xuất một môn thể thao mới ở trường thì ông ấy có nói rằng I think it's because most kids have skateboard. Tức là hầu hết các học sinh ở trường đều đã có ván trượt rồi. Nên nếu như mà bây giờ tôi đề xuất thêm một cái môn thể thao mà có dùng ván trượt thì sẽ tiết kiệm được chi phí, đúng không? Hay nói cách khác là ít tốn kém nhất. Vậy đáp án cuối cùng cho câu hỏi này chính là B, skateboarding. Alright, chúng ta cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 hỏi về mục đích của lá thư của ông Peter Gray. Mời các bạn hãy đưa ra đáp án của mình. Em chọn đáp án B. B. Em chọn đáp án B ạ. Alright. Đáp án B là một đáp án chính xác. Các bạn có thể thấy thông tin mà ông ấy giới thiệu về cái gì đó mới ở trong thư này. Mời bạn An sẽ chỉ ra thông tin này. Ở trong bài đọc em có đọc được là ông ấy có bảo là I am planning to introduce a new and more exciting sport. Và thêm câu cuối là please let me know your opinions and suggest me. Tức là trong trường hợp này thì bạn An có thấy những từ như là introduce này, rồi opinions, đúng không? Let me know your opinions, rồi suggest me your ways of doing. Thực tế thì đây là những từ mà chúng ta có thể xác định là những từ sẽ chỉ ra sự gợi ý, đề xuất, và nó sẽ tương ứng với lựa chọn B ở trong 4 lựa chọn được đưa ra. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 5. Trong câu hỏi số 5 thì là một câu hỏi yêu cầu chúng ta phải nhìn từ đầu đến cuối đoạn, hoặc là hiểu sơ qua về nội dung của lá thư, hoặc cũng có thể các bạn dựa vào thông tin chốt lại của lá thư này để biết là khi người gửi thư họ ký tên ở dưới, họ có chức danh gì và họ gửi thư từ cơ quan nào, thì mình cũng có thể đưa ra được đáp án. Vậy với câu hỏi số 5 Who is Peter Gray thì bạn sẽ chọn đáp án gì? Em chọn đáp án D. D. Yeah. Bạn Đạt cũng đồng ý với phương án này đúng không? Yes. Alright, why? Tại sao nhỉ? Bởi vì tại phần cuối thư thì tác giả có ghi là Peter Gray, PE Department, Local Junior School. Nên em nghĩ Peter là một giáo viên ở Local Junior School. Đúng rồi, chúng ta thấy có PE Department, tức là phòng giáo dục thể chất. Đấy, viết tắt của phòng giáo dục thể chất. Và trong xuyên suốt nội dung lá thư này thì ông mới có nói đến việc là muốn đề xuất một môn thể thao mới cho các bạn học sinh ở trong trường đại học. Chính vì thế ông ấy chính là một giáo viên, đúng không? Vì vậy mình chọn là D, a teacher at local junior school. Alright. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang dạng biểu đồ số 2 là bar charts, hay còn gọi là biểu đồ hình cột. Giống như trong phần giới thiệu tôi đã nói với các bạn là các bạn sẽ có thể gặp những biểu đồ hình cột ngang hoặc những biểu đồ hình cột dọc. Và với ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ thấy một biểu đồ và phần mô tả đi kèm. The results in the chart below show that, as predicted, the new interview procedure has shown a significant increase in the level of education of our new recruitments, at no additional cost. As we refine the procedure, it is expected that this positive trend will become even more pronounced over the coming years. Number 1. What does the writer note about the changes? A. They need to be redefined. B. They will be expensive to implement. C. The meet expectations. D. They are insignificant. Number 2. Which group provided the fewest new employees over both years? A. Candidates with master's degrees. B. Recruits from other companies. C. Candidates who have only completed high school. D. Former employees. 3. What is not indicated in the chart? A. The percentage of university graduate recruits increased. B. The percentage of rehires remained constant. C. The percentage of recruits from other companies dropped. D. In the old interview results, most recruits were high school graduates. Với một biểu đồ hình cột dọc được đưa ra ở trong bài, cộng với phần mô tả, các bạn cần trả lời 3 câu hỏi tương ứng. Với câu hỏi đầu tiên, chúng ta được hỏi như sau. What does the writer note about the changes? Các em chọn phương án trả lời là gì? Em chọn phương án C. C. They meet expectations. Các bạn có tìm thấy từ expectations ở trong bài hay không? Không. Em tìm thấy từ as predicted. As predicted. Từ này thì nó sẽ giống như từ expectation. As expected hoặc là meet expectation, đúng không? Đây là một cách xử lý thông tin rất tốt mà bạn An đã đưa ra. Đôi khi chúng ta không thể tìm thấy một từ khóa giống hệt như từ khóa xuất hiện ở trong câu hỏi hoặc trong các lựa chọn có ở trong bài đọc. Nhưng nếu như chúng ta có sự liên tưởng và bằng kiến thức ngôn ngữ của mình, các bạn biết được đó là cách diễn đạt tương đồng hay trong tiếng Anh gọi là paraphrasing hoặc sử dụng các synonyms, các từ đồng nghĩa thì các bạn sẽ trả lời được câu hỏi này. Cụ thể là bạn An đã tìm ra cách diễn đạt they meet expectations tương ứng với cách diễn đạt as predicted ở trong bài này. Alright, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Trong câu hỏi số 2, các bạn được hỏi về thông tin là which group provided the fewest new employees over both years? Vậy các bạn thấy keyword trong câu hỏi này là gì? Em thấy keyword ở trong câu hỏi này là từ fewest và both years. Fewest đúng không? Ít nhất. Nhưng mà fewest này là liên quan đến danh từ đi sau là gì thì mình cũng phải chú ý nhé. Fewest new employees. Đúng không? Tức là ít nhân viên mới nhất. Đó. Và đúng rồi, chúng ta có both years cũng là một keyword. Bây giờ các bạn hãy đưa ra đáp án của mình. Em chọn đáp án A ạ. A. Em cũng chọn đáp án A. Alright, tức là nhóm liên quan đến master degrees. Yeah. Alright, bạn Đạt có thể giải thích tại sao mình chọn A không? Nhìn vào biểu đồ thì ta sẽ thấy được các con số biểu hiện giá trị tỷ lệ phần trăm của old interview là 0% và new interview là 5% là thấp nhất. Đối chiếu với màu của chúng thì chúng ta nhận được kết quả là master degrees. Very good. Vậy là chúng ta sẽ dựa vào những thông tin mà mình thấy được ở trong biểu đồ các bạn nhé. Ở ngay từ đầu bài học thì tôi đã lưu ý với các bạn là khi chúng ta cầm một biểu đồ, kể cả là pie chart hay là bar chart, thì chúng ta hãy chú ý những thông tin lớn nhất, những con số, số liệu lớn nhất hoặc là thấp nhất, hoặc đặc biệt là những con số như là 0% và những sự thay đổi tăng hoặc giảm. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi cuối cùng cho đoạn này. Number 3. What is not indicated in the chart? Đây là một câu hỏi hỏi thông tin không có ở trong bài. Giống như bài học đầu tiên liên quan đến Part 7, tôi đã chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải hết sức lưu ý khi xử lý những câu hỏi có not, tức là hỏi những thông tin không có trong bài. Bởi đây là những câu hỏi rất phức tạp và có thể khiến cho chúng ta mất gấp 3 thời gian xử lý so với những câu hỏi thông thường. Bởi vì chúng ta sẽ phải đi qua từng lựa chọn một và loại đi những phương án trả lời nào có các thông tin đã xuất hiện ở trong bài thì mình sẽ tìm ra phương án còn lại là có thông tin không xuất hiện ở trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng phương án lựa chọn một cho câu hỏi này. Đối với phương án lựa chọn A thì mời An sẽ giải thích xem nó có xuất hiện ở trong bài đọc hay không. Về phương án lựa chọn A thì là tỷ lệ tuyển sinh đại học tăng lên. Nhìn vào biểu đồ thì em thấy tỷ lệ tăng từ 45% lên đến 55% nên là đúng ạ. Very good. Thực ra thì trong câu hỏi này ở phương án A, họ dùng từ là University Graduates, Recruits, chứ không dùng Bachelor Degrees. Nhưng thực tế hai từ này là đồng nghĩa với nhau, đúng không? Bạn An đã rất tỉnh táo chọn được đúng là nó tăng lên từ 45 đến 55%. Alright, chuyển sang phương án B. Mời bạn Đạt nào. Với phương án B thì chúng ta có thể thấy tỷ lệ tuyển lại vẫn không thay đổi qua 25, vẫn giữ nguyên là 10%, đồng nghĩa với việc là remain constant. Lên đây là câu đúng ạ. Very good. Ở trong câu này chúng ta có từ rehires là đại lượng mà vẫn giữ nguyên, đúng không? Vẫn là 10%, vì thế nó chính là thông tin được nhắc đến ở trong bài. Chúng ta chuyển sang phương án C, xin mời An. Về phương án C thì em thấy là tỷ lệ tuyển dụng của các công ty khác có giảm xuống. Cụ thể trong biểu đồ là giảm từ 20% xuống còn 15%. Vì thế phương án C là đúng ạ. Very good. Vậy với 3 phương án mà chúng ta đã xem xét thì đều là đúng và đều đã có nhắc đến trong bài. Thì đến đây các bạn có thể không cần phải kiểm tra thông tin của phương án D nữa, là mình đã có thể chốt luôn được D chính là phương án mà không được đưa ra ở trong biểu đồ. Tôi có thể chỉ rõ hơn cho các bạn phương án D như sau. Ở trong câu này họ nói rằng trong mục kết quả phỏng vấn cũ, Old Interview Results, thì hầu hết các nhân viên mới được tuyển thì đều mới tốt nghiệp. Mà khi chúng ta quay lại nhìn vào biểu đồ thì các bạn sẽ thấy là số lượng được tuyển dụng nhiều nhất ở đây lại là những sinh viên tốt nghiệp đại học là 45%, trong khi trung học thì chỉ là 20% thôi, tức là trong cái biểu đồ cái phần đầu tiên về O interviews. Như vậy nó không phải là thông tin đúng, hay là cách khác là nó không phải là thông tin được nhắc đến trong bài. Vậy đáp án cuối cùng chúng ta khẳng định ở đây là D nhé. Trong phần số 2 của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm một ví dụ liên quan đến bảng biểu, trong tiếng Anh gọi là tables. Đối với phần này, các bạn sẽ có một ví dụ là một bản ghi nhớ, a memo, và một bảng biểu để trả lời các câu hỏi tương ứng. Chúng ta đi vào ví dụ. Memo. To all employees. From Health and Safety. RE, Employees Health. This is the first time this year we have compiled a chart of all health problems for which we have treated workers over the past 12 months. We have decided that by sharing this information, we might be able to encourage people to take more care in the workplace. A lot of these problems could be avoided with just a little bit of common sense. While we are glad not to have to treat most of you for anything serious, and although we do enjoy the pleasure of your company, we would rather not have to treat any of you for accidents and incidents which are entirely avoidable by following safety regulations. Wearing reinforced boots to protect your toes, wearing safety goggles, keeping earplugs with you at all times so you have them when you need them, and above all, we urge you to wash your hands before eating. Take a look at the chart and you'll see what we mean. We've also divided the data by sex, so men, don't let the ladies beat you next year. We're planning on compiling a table next year too, so let's see if we can really decrease those numbers. 1. What could be inferred about female employees? A. They are less careful about safety than men. B. They are more careful about safety than men. C. They have more accidents than men. D. They have as many accidents as men. Number 2. Why does the Health and Safety Department urge workers to wash their hands before eating? A. It is common etiquette. B. It may prevent them from ingesting toxins. C. The workplace is dirty. D. There is a surplus of liquid soap. 3. What is the most commonly occurring health issue? A. Ingestion of chemicals. B. Broken toes. C. Something getting in workers' eyes. D. Hearing problems. Với câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi suy luận. What could be inferred about female employees? Với câu này thì xin mời hai bạn sẽ đưa ra đáp án trả lời. Chọn đáp án B ạ. B. Em cũng chọn đáp án B. Vì sao nhỉ? Dựa vào bảng biểu thì ta có thể chia ra được đáp án B, tại vì là lượng nhân viên nữ gặp sự cố về sức khỏe ít hơn là lượng nhân viên nam. Alright, chúng ta khi nhìn vào bảng biểu thì mình sẽ có thể thấy được thông tin này. Alright, như vậy thì chúng ta có thể chọn được phương án B, bởi vì nhìn vào bảng biểu các bạn có thể thấy là những nhân viên nữ thì họ sẽ gặp sự cố về sức khỏe ít hơn những nhân viên nam, hay nói cách khác giống như cách diễn đạt trong phương án B là họ cẩn thận hơn khi nhắc đến an toàn lao động. Alright, vậy mình sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Why does the Health and Safety Department urge workers to wash their hands before eating? Với thông tin trong câu hỏi số 2, các bạn có thể thấy câu này ở trong đoạn memo, đúng không? Họ yêu cầu hay là họ thúc giục mọi người phải rửa tay trước khi ăn để đảm bảo an toàn sức khỏe, vệ sinh. Vậy thì mình sẽ chọn phương án gì? Đáp án nào? Em sẽ chọn đáp án B. B. Em cũng chọn đáp án B. Alright. Vậy các bạn dựa vào thông tin ở đâu để trả lời cho câu hỏi này? Em dựa vào bảng biểu thì em thấy thông tin về trường hợp ngộ độc hóa chất do không rửa tay sau khi tiếp xúc với hóa chất. Do đó em chọn đáp án B. Ta thấy thông tin ở đây là cao nhất, đúng không? Đó, chính vì vậy chúng ta thấy họ đưa ra một cái mức cảnh báo hoặc là yêu cầu mọi người phải thực hiện việc rửa tay, đúng không? Để hạn chế tối đa việc này. Alright, so B là đáp án chính xác. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi là what is the most commonly occurring health issue? Cái vấn đề về sức khỏe phổ biến nhất ở đây là gì? Em chọn đáp án C. C. Alright, something getting in workers' eyes. Cái gì đó liên quan đến mắt của những công nhân, đúng không? Tại sao bạn lại chọn phương án này nhỉ? Đạt có cùng đáp án không? Nhìn vào bảng thì chúng ta có thể thấy dòng cuối cùng foreign body in the eyes đang có số lượng cao nhất, nên là em đã chọn đáp án C ạ. Cụ thể là khi chúng ta tính tổng thể số lượng công nhân nam và công nhân nữ mắc các vấn đề về sức khỏe thì ở cột foreign body in the eye thì cái tổng số lượng người mắc cái vấn đề sức khỏe này là cao nhất, đúng không? Chính vì thế mà chúng ta có thể chọn C là something getting in workers' eyes, những vấn đề liên quan đến sức khỏe là về đôi mắt của các công nhân nhé. Vậy C là đáp án chính xác. Dạng văn bản số 3 mà các bạn sẽ gặp ở trong phần này là các biểu mẫu, cụ thể là những hóa đơn hoặc các đơn đăng ký. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào một ví dụ là một hóa đơn sau một bữa ăn ở nhà hàng để mình sẽ trả lời câu hỏi tương ứng đi kèm. What can be inferred from this bill? A. Spaghetti is more expensive than pizza. B. Three of the customer drank mineral water. C. Four people ate a meal. D. Only two of the guests had dessert. 2. What single menu item on the bill is the most expensive? A. Spaghetti with meat sauce. B. Coffee. C. Tropical fruit punch. D. Pizza with mushroom and pineapple. Đây là một câu hỏi suy luận, yêu cầu chúng ta cần phải suy ra từ hóa đơn này một thông tin gì đó. Xin mời hai bạn sẽ đưa ra đáp án cho mình. Em chọn đáp án C. C. Four people ate a meal. Bạn Đạt có thông tin gì không? Em chọn đáp án C. Bởi vì chúng ta có thể thấy trong hóa đơn có ghi là 4 món ăn chính ạ, và 4 món tráng miệng và 4 phần coffee. Alright, 4 phần cà phê đúng không? Cụ thể 4 món ăn chính mà các bạn thấy ở trong hóa đơn chính là 2 spaghetti, 2 pizza, 4 món tráng miệng gồm có 1 ice cream, 2 cheesecake and 1 fruit salad, right? Và 4 phần cà phê là 4 phần đồ uống. Chính vì vậy chúng ta sẽ suy ra là có 4 người ăn bữa ăn này. So C, 4 people ate a meal là đáp án chính xác. Alright. Chúng ta còn một câu hỏi nữa cho hóa đơn này. Cụ thể như sau. What single menu item on the bill is the most expensive? Món ăn nào là đắt nhất trong hóa đơn này? Câu trả lời của em là D. D. Tại sao An lại chọn D? Lúc mà nhìn vào bill thì em thấy pizza với nấm và dứa là đắt nhất là 18,95 đô. Vì thế em chọn là D. Very good. Đây là một câu hỏi đưa ra thông tin chi tiết các bạn nhé. Và chúng ta rất dễ dàng tìm thấy câu trả lời vì chúng ta có thể nhìn thấy con số cụ thể. Và cụ thể là món pizza with mushroom and pineapple là món đắt nhất. Đấy, vậy đáp án là D. Alright. Vocabulary. Pastel, oil, watercolor, sculpture, associate, artistic, rank, youngster, excitement, vote, physical education, survey. Phần tiếp theo là phần quiz time, những câu hỏi dành cho khán giả. Mời quý vị và các bạn hãy comment đáp án chính xác cho những câu hỏi này tại fanpage của VTV7. 3 khán giả trả lời chính xác nhất các câu hỏi này sẽ được lựa chọn một phần quà là phiếu giảm lệ phí dự thi trị giá 200.000 đồng khi các bạn đăng ký dự thi TOEIC, hoặc một cuốn sách luyện thi TOEIC rất hay được đề xuất bởi hội đồng cố vấn của chương trình. Quiz time. Memo. 2. Andy Gilbert, Jane Patel, Michael Allens. From Jimmy McCullen, Customer Service. Date, April 3rd, 2006. The results of the survey have been tabulated, and this is what they look like. I'm reasonably satisfied, but on reflection, I think we should have worked the questions so that we got more detailed answers. For instance, it's not clear whether customers just don't care about our service, or whether they think we don't offer very good service. There's a pretty significant difference between the two. But anyway, I think it gives us something to base future advertising and promotional campaigns around. As age increases, customers claim that advertising affects their decisions less, so we might want to focus future campaigns on our younger customers. I'm not going to comment on everything here. I'll save that for Friday's meeting. However, I do want you all to look at the chart carefully and bring some concrete ideas with you on Friday. Number 1. What information is shown on the table? A. Reasons why people shop at one particular supermarket chain. B. Reasons people are dissatisfied with most supermarket chains. C. Reasons why people choose supermarkets near their homes. D. Reasons people watch advertising. Number 2. What do the recipients of the memo probably do? A. Works as sales clerks for Byways. B. Work in the advertising department. C. Work as suppliers for Byways. D. Work as shelf stackers. Number 3. Who claim to be most affected by advertising? A. Shoppers in their 20s. B. Shoppers in their 30s. C. Shoppers in their 40s. D. Shoppers in their 50s. Number 4. What criticism does Jimmy McCullen make of the survey? A. The answers are ambiguous. B. The data took too long to collate. C. The sample group of customers was large. D. A lot of the forms were not filled in accurately. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Đạt và An đã dành thời gian tham gia chương trình. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.